Kim Ngân xin mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xà lan của con nhận 1.400. 1.400 mà ới lại như đây nè. Mấy chú đã cố gắng hết sức. Mày quá cố gắng. Cố gắng hết sức. Nhưng mà trước sau thì cũng phải cơi 20 mấy tấn. Thôi vô đẳng giùm chạy luôn ơi. Có dây sẵn luôn vậy hả? Có cái đồ gịch sẵn chưa? Giờ chuẩn bị gịch dây cả nhà. Ủa cái này bắt cái đâu trời? Cái này là máy bay. Ôi chú mừng cho con mấy lần rồi hả? Có ông này lạ nè. Hồi nãy mất chú con hết cái chắc dừng rồi, mất hết mấy chục tấn rồi đó. Là tại đó, nếu mà nãy có chắc dừng là hết chắc dừng rồi vừa. Ông nổi ai mới tưởng không phải, nó bị kẹt. Nó bị kẹt nên nó làm không kịp. Con mới chỉ ông tắt, con đang kéo máy mình tắt máy mình chỉ ông vô chồng, ông không chỉ ra ngoài nữa. Mất hết cái miếng đó thôi là vừa đủ luôn á. Trời. Thế cái vách đó chẳng cái bà hàng bao rồi không bằng cái đó hả? Ủa nó đó nó bị mất diện tích nữa. Còn mới coi gịch làm sao. Nè lấy cọng dây thái này nè. Ừ đây nè. Lấy cọng dây này móc cho ổng móc ở dưới á. Hả? Không phải cái bao này anh ơi. Nè biết luồn sao không? Luồn vô cái ống ở dưới á. Lấy cái gì lấy dao hả? Để mở được rồi kìa. Sao đây có mấy cái cọng như thái à? Vậy. Chú một hả? Sao? Giờ còn hỏi trên đây không mày ơi. Được không? Thôi lấy cái móc không? Ê, làm gì? Có cái đồ gạch không thái? Ủa? Rồi gạch đi. Nè cho anh cọng nữa nè. Anh Thái ơi, nè, ở đây gạch cọng này đi. Ngay đây hả? Ừ, ngay đó, ngay cái đây nè, cái đây nè, 4 cộng á. 4 cộng, 5 cộng gì đó chia ra. Này, mấy cộng anh? Vậy? 4 cộng được không? 4 cộng. 4 cộng gì chia ra ngay đây cái nữa đi. Được chưa? Rồi nè. À, em xuống dưới đi. Em xuống dưới em gạch dây này đi, xuống dưới đi, chị thảy dây xuống cho. Cái bạc này cũng quấn, cái bạc này cũng quấn cái chân lên giống như bên kia luôn nha. Giờ lấy con dây đó nói hả? Ừ. Ừ, bỏ em đi từ từ nè. Thái ơi, còn dây kia không? Còn dây Thái kia không? Đó, dây xanh hết rồi hả? Dây xanh nào? Còn dây chặt ở dưới này nãy con dây chặt rồi. Đưa cho con dây cái nắng không luôn chứ thôi. Rồi. Dài không ta?
Em lấy cọng này em cắt luôn nè. Giờ cắt để dành luôn, vài bữa kịch luôn. Dài có nhiêu anh? Dài có nhiêu hả? Ôi em cắt cọng này bự quá phải không ta? Cỡ dưới đây được không? Được. Cái dao đó. Một cọng nè. Bự không anh? Dây đó bự quá không? Chạy chút ra. Chạy chút nữa phải không? Bữa hổm cắt một đùi này nhiều lắm á, mà không biết giờ bỏ đâu rồi. Không lẽ dục với hầm mũi anh? Này bốn phong nó dẹp nè, không biết nó để đâu. Mọi người biết tại sao mà ngon quấn băng keo không? Tại vì cái dây thái này nè, nó dễ vuột lắm. Nè mình phải quấn băng keo giống vậy nè, thì cái đầu dây nó không bị vuột. Cái dây này nó cứng lắm anh ơi. Dây được không? Cái này được không? Cái dây bự này để. Ê, trời, nghịch cái đùi em. Thẳng đi. Chưa. Buộc chưa? Bên Thái buộc chưa? Chúc anh chỉ cho cách buộc á. Ở bên còn dây không? Dây hả? Cơi vậy á, những cái lúc mà cơi giống vậy cực lắm cả nhà ơi. Nhưng mà nói chung là giờ cực cũng phải chịu thôi. Cực cũng phải làm thôi. Dao này lục quá. Chứ lấy dao nào? Dao này là bén nhất trong các loại dao. Dao này là bén nhất rồi đó anh. Em mới lại siêu. Học dây hay vậy? Hụt 5 tấc hả? 5 tấc ở đây hết dây rồi. 5 tấc lại phải chắc 4. Hụt cái này hụt 5 tấc hả? Em cắt dài hơn xíu rồi đó. Giờ là đuối như trái chuối luôn rồi cả nhà ơi. Phê chữ E kéo dài này phải để xuống dưới cắt mới được. Cắt ở trên nắp hầm thì sợ chạy nắp hầm. Nãy giờ con để trên cọng dây cáp. Ủa nó vụt mày hả? Gạch chặt chưa anh Thái ơi? Rồi vậy mở đó ra luôn đi anh. Buộc vô cái kia luôn đi. Anh mở cái cây đó ra anh buộc cái gịch cái cọng dây vô cái kia đi. Ừ. Chỗ có thời gian rồi để mốt buộc lại sao. Rồi anh gịch, anh buộc đâu đó đi, bên kia nó gịch á.
anh mở cọng dây xanh đó ra, cái dây trắng đi anh buộc giống nước luôn đi. Để cọng dây trắng đó hồi anh buộc cái khác. Tại cọng dây này dài lắm. Rồi. Rồi nào buộc xong kêu nha. Rồi bánh gạch đi. Xong đó. Gạch đi. Mà hên chiếc nặng cũng nặng cả nhờ. Bởi vậy ngon cơi có chút xíu à. Nói chung là cũng nhờ mấy chú cào ban. Cào ăn cũng được. Mọi người hỏi ngon là cào ban á thì mình có cho tiền cà phê hay không? Thật ra có chứ, mình mướn người ta làm mà, người ta làm cực khổ mình phải cho tiền cà phê người ta chứ. Không cho sao được. Phải cho. Chiến nào cũng phải cho hết trơn á. Ta làm cho mình cực khổ, mình chở được nhiều hàng mà mình phải cho tiền người ta chứ. Ngân cho từ ở trên tàu mà cho dài xuống tới Xà Lan luôn á. Quá cứng rồi đó. Em lên lò ngay với chị đi. Không biết cách gạch, không biết cách gạch hay gì. Anh chỉ nó đây cho nên em kéo dây cho. Chỉ nó gạch đi cho nó biết gạch về bữa. Ở với anh đi. Chị chỉ anh chỉ cho gạch. Đây chị thả dây cho. Hai dây. Cho con dây trắng đi. Đây, dây dài luôn. Không dài lắm đâu, anh chưa quấn lại mà. Trời, cái hai cái này em nói lại với nhau hay sao? Chị xả ra xíu đi. Hơi bị gói dây à. Rồi. Rồi đó. Quên ha. Gạch tấm bạc ở đây gạch đây quá. Hay gạch hai bên thôi chính giữa coi gạch. Đi giữa gạch. Em kéo qua hai bên. Gạch đó đi. Gạch đó đi. Bên kia sao vậy? Bên kia buộc rồi đó. Kia buộc gọi hả? Anh dựa vô có cái thang nhẹ đây nè. Em dựa cái thang vô em leo qua cái mở dây đi rồi. Rồi đi. Anh Thái ơi. Gom dây gọn rồi đi, giờ Xà Lan luôn, bỏ đi chút nữa ra ngoài gạch gạch tiếp tối rồi. Mở dây giờ Xà Lan đi nè. Móc lên cái thành đó được không? Xuống đây nè. Được không? Cho anh Thái đi. Từ từ, anh phải leo. Nhanh nhanh chút anh Thái nhanh. Xà Lan đang chuồn tới. Rồi, giờ ra sao đi. Thôi, để xuống luôn. Ghê quá. Đi mấy này em sợ lắm, không có an toàn nghe chưa. Rồi, được anh ba ơi. Ghe luôn đi anh. Ghe luôn. Bây giờ là Xà Lan ngon ghe ra luôn. Nãy giờ mình gịch bạc sơ sơ rồi. Trời, bây giờ cũng sập tối rồi. Ngon chạy từ đây vô trong kia là tối thui luôn á.
nhận hàng xong á là con chạy đi kiếm chỗ đậu. Con chạy vô cái chỗ này là cái chỗ mà chiến đồi con có đậu một lần rồi. Ở trong đây đậu im lắm. Bây giờ là sáng ngày con đang chuẩn bị hành trang để mà đi xịt rửa xà lan à. Quá trời dơ luôn. Chưa có chuyến nào mà con cảm thấy khổ mà kiểu như thiếu nước trầm trọng giống như chuyến này. Tại vì hôm bữa con nhận hàng ở trong Đồng Nai á, rồi con giao ở Sài Gòn, mà ở Sài Gòn thì nước nó hơi mặn, cái đâu có dám bơm vô trong hồ để mà sử dụng đâu, cho nên là giờ thiếu nước, không có nước. Giờ rửa xà lan á, là chắc có lẽ là mình phải lấy nước mặn mình rửa rồi mình xịt nước ngọt lại sơ á, chứ cái xà lan mà bỏ dơ kiểu này là chịu không nổi. Đi rửa xà lan ơi. Cái xà lan ngon, nói chung là chuyến này ngon nhận ba đậu á thì nó rất là dơ, nhưng mà được cái là kiểu như nắng á, cho nên là nó cũng không có đến nổi. Ủa ông xã nó đâu mất tiêu rồi kìa. Nói chung là nó cũng không đến nổi dơ lắm, nhưng mà này mà gặp nước mưa bắt đầu nó mới nở ra. Ông thầy trưởng của ngân đâu mất tiêu rồi. Ông xã Ngân ông đi xuống hầm máy ông lấy dầu. Còn Ngân thì Ngân đi kiếm ổng. Ủa cái bình đỏ đỏ ngày hôm qua. Cái bình. Cái máy dầu này của Ngân nay nó tới dữ lắm rồi cả nhà ơi. Để im cái bình chút xíu đi anh Thái Đỗ. Nó còn lúc lắc á. Giờ châm dầu vô chạy thôi. Cái bồn dầu này bồn dầu chế luôn đó nè. Cái máy này nó dữ lắm rồi. Biết bao nhiêu ông thợ sửa cái máy này rồi đó mà chưa sửa được. Ủa ở đây ngộ ha, chiếc này nó quay lại chiếc kia nó quay ở ngoài kia à. Ừ, bởi vậy nó không có đụng. Cái dạm trong kia đậu đông mới ghê luôn kìa. 6 chiếc. Còn cái dạm này đậu 3 chiếc. Vô đây phát hiện xà lan thống nhất không à. Nước ở trong này nó không có chảy, nó im lắm. Ủa không lẽ tối anh Bát nhận chưa xong kìa. Hà đậu đậu ngoài rồi sáng mới chạy vô. Ừ. Không có chơi chung phải không? Ngay trong này có hai cái hòn đảo nè. Đã không? Ủa? Cái máy bơm để đâu anh? Bơm gì? Máy bơm cái bơm nước á. Xài bơm kia luôn. Xài bơm ở trong máy luôn hả? Ừ. Bơm em kia phải mở quan rồi get go, chắc phải rửa hai ống nước á, một ống nước sông một ống nước mưa. Bữa giờ Ngân đi ra đây mưa mới có một đám thôi, một đám thứ hai là ngày hôm qua Ngân nhận hàng, nhưng mà ngày hôm qua vô đây là không có hứng nước mưa được, chỉ có hứng cái đám mà bữa Ngân đậu ở Vũng Tàu thôi à. Sáng ha. À, mình tranh thủ mình dậy sớm để mình dọn dẹp, chứ để chút nữa nắng lên nó bắt đầu nó xà lan mình mà sắt nó nóng quá, nó dính ghê lắm. Giờ là sáng dữ chưa? Giờ là trễ luôn rồi đó. Trong đây đậu đông vui. Bỏ đi anh Thái, kéo ống đi.
ở trong đây thì tha hồ đó dọn, ở ngoài làm trước đi. Cho ống nước đi. Bây giờ là ông xã Ngân đi mở quanh nước rồi. Ngân đã chùm che kính mít rồi đó. Nắng lắm cả nhà ơi, ngoài Vũng Tàu này nắng kinh khủng luôn chứ không phải như ở dưới mình. Cho nên là phải kỹ lưỡng mới được. Đây, chiếc này cũng vẫn chùm bạc đó. Bây giờ thì Ngân sẽ đi xuống hầm máy lấy nhớt thêm. Cái máy phát điện của Ngân là thôi. Cho mọi người xem trong cabin Ngân nè. Hiện tại bây giờ Ngân đang cho con robot nó chạy, cho nó quét bụi á. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Nè, chung như tới trong đây rồi nè. Đang cho nó chạy nó hút bụi đó rồi, chút nữa có cái con lau nhà riêng nữa. Ngọt thở quá. Giờ đi xuống hầm máy là siêu nóng luôn á. Rồi đi lên thôi. Đi vô chuồng. Đi Mina vô. Rồi cho mấy đệ tử vô chuồng hết, chứ không có thả ở ngoài được. Vô dữ lắm. Tài sách nách màng. Máy nóng quá, còn mở hết trơn hết trời rồi. Không chịu nổi luôn. Để lấy cái chai nhớt này lên chảnh chầm nhớt vô trong cái máy thì rồi tính gì tính. Quá nóng rồi. Chừng cái học này bả không. Khỏi gịch dây nữa ha, như đó được ha. Đi rồi mới lấy nhát lên. Rồi mới châm vô miếng à, không dám châm nhiều sợ nó chảy tùm lum. Trên đó đó, hai ống cuốn của anh đó đó. Em lấy hai cái túi đó em dục vô trong cái hầm này đi. Hai túi dây. Máy này sạch bữa giờ hết xăng luôn rồi. Cái bồn xăng này nó to lắm cả nhà ơi. Này một can 5 lít chế vô cũng đủ nữa, cũng hết nữa. Cái bồn to lắm.
còn cái cây giống vậy nữa chật, hai cây đang chật. Ừ, còn cây nữa mà không biết hả. Chọn đồ nghề hay gì anh Thái? Chọn đồ nghề hay gì? Rửa đi, bỏ đi, chưa đi thì xọn. Còn đậu đây 3-4 ngày lận. Không ghiền cá nó không xọn đồ nghề rồi đó. Để đi kiếm cái cây đẩy kia coi. Tới công chuyện rồi Mạc ơi. Cái máy xịt nén không ra nước. Hả? Nãy giờ Ngân lại Ngân quay cái máy Honda đang xịt nén. Thợ này thợ tài lanh tài lẹt mệt quá. Ngân xả Ngân giật máy rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.